Chào mừng các bạn quay lại với nghetrader.com. Và trong chương trình chơi gì hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020, mình sẽ gửi đến cho các bạn các cặp tiền tệ mà mình theo dõi trong ngày. Và đây là các cặp tiền tệ theo mình là có nhiều cơ hội giao dịch với hệ thống của mình. Và đây hoàn toàn không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư, mà tất cả chỉ là nhận định mang tính chất cá nhân. Các bạn hãy xem với mục đích tham khảo và kết hợp cùng hệ thống của các bạn để đưa ra những quyết định giao dịch tốt nhất. Đầu tiên mình sẽ tổng hợp lại các cặp mà chúng ta theo dõi ngày hôm qua. Đầu tiên đó là đô la Mỹ và Yên Nhật. Qua chúng ta chờ sell tại khu vực bên trên. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chờ để sell. Các vùng quan trọng đó chính là khu vực đỉnh này. Chúng ta sẽ có mô hình 4 đỉnh. Và nếu sau khi nó phản ứng với vùng đỉnh này mà đi xuống và tạo một lá cờ giảm thì mình sẽ vào lệnh sell. Hoặc nó có thể sẽ đi lên và chúng ta sẽ chờ đợi tại khu vực lần chạm thứ 3 của trendline để chờ đợi cơ hội để sell. Như vậy là đô la Mỹ và Yên Nhật tiếp tục nằm trong các cặp mà mình theo dõi trong ngày hôm nay. Tiếp theo là đô la Mỹ và đô la Canada. Cặp này thì hôm qua chúng ta chờ để mua lên trong ngắn hạn và sell dài hạn bên trên. Và tương tự hôm nay cũng hoàn toàn giống với hôm qua. Tuy nhiên thì khả năng là sẽ phải ngày mai mới có lệnh nếu mà giá đi xuống. Đây chúng ta thấy là giá đang điều chỉnh này, và nếu mà nó đi xuống một nhịp nữa và chúng ta sẽ có lần chạm thứ 3 của lá cờ giảm lớn này thì sẽ là một cơ hội cực kỳ đẹp để canh mua vào. Và lệnh tại đây, stop loss bên dưới khoảng 30 pip. Target tiềm năng chính là khu vực đỉnh cũ tại đây với 11% lợi nhuận, và tại đây thì chúng ta sẽ chờ cơ hội để sell xuống trong dài hạn đối với đô la Mỹ và đô la Canada. Nhưng cặp này thì cần thời gian để di chuyển cho nên là sẽ không có trong list theo dõi của mình trong ngày hôm nay. Tiếp theo, hôm qua chúng ta chờ đợi đó là một lệnh sell của bảng Anh và đô la Canada. Hiện tại giá đang về đến khu vực giá trị tại đây. Tuy nhiên nó đi với một xung lượng khá là mạnh và nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục đi lên. Do vậy nên là mình sẽ chờ đợi thêm tín hiệu chứ không theo dõi cặp này trong ngày hôm nay. Tiếp theo là đô la Úc. Đô la Úc và đô la Mỹ thì hôm qua chúng ta chờ đợi để có một lệnh sell. Hôm qua chúng ta chờ đợi để sell bên trên này nếu sau lần chạm thứ 3 của kênh giá giảm, à kênh giá tăng này. Nhưng hôm nay thì nó đã đi xuống và tiếp tục cặp này sẽ nằm trong chờ đợi trong ngày hôm nay của mình. Chúng ta đã có 1 và 2 lần chạm trendline. Và chúng ta quan sát là có vẻ như nó đang đi trong một kênh giá. Và nếu ở đây nó phản ứng và chúng ta đi lên một lần nữa thì khu vực lần chạm thứ 3 này sẽ là khu vực cực kỳ tiềm năng để vào lệnh sell. Stop loss bên trên khoảng 25 pip. Về đến khu vực trendline chúng ta có 4% và hoàn toàn có thể xuống sâu hơn. Nếu nó về đến đây, khu vực đáy cũ tại độ thị ngày, chúng ta sẽ có 16%, cực kỳ tiềm năng. Một kịch bản nữa là nó có thể sẽ đi lên và chúng ta chờ sell tại khu vực double top trên này. Hoặc nếu phá xuống thì sao? Nếu phá xuống chúng ta sẽ chờ lá cờ đầu tiên để tham gia thị trường và một lệnh sell. Đó là đô lúc và đô la Mỹ tiếp tục nằm trong danh sách chờ đợi của mình trong ngày hôm nay. Và cặp thứ 5 của ngày hôm qua đó chính là vàng. Hiện tại thì vàng cũng đang di chuyển rất là đẹp. Và nếu nó tiếp tục tích lũy xuống đây, chúng ta có hai đỉnh, hai đáy này. Và sau đó lần tiếp theo nó vòng lên và phản ứng lần thứ 3 với trendline sẽ là một cơ hội cực kỳ đẹp để sell. Nếu mà có một tín hiệu bán tại đây, stop loss bên trên vào lệnh stop loss khoảng 70 pip. Về đến vùng này chúng ta có 4%, và nếu nó về đến vùng đáy cũ này chúng ta thu về 8% hoặc là sâu hơn thì lợi nhuận sẽ rất là lớn. Tuy nhiên thì để vàng di chuyển đến khu vực này thì có lẽ cần phải đến ngày mai, do đó cặp này cũng không có trong theo list theo dõi của mình trong ngày hôm nay. Với Bitcoin thì hôm qua chúng ta chờ đợi để sell trên này sau lần chạm thứ 3. Tuy nhiên thì ở đây hôm qua thì mình đã miss một trade này khá là đáng tiếc, khi mà các bạn thấy là nó phản ứng lần thứ 3 đối với trendline và sau khi nó đi xuống thì tạo một lá cờ rất là đẹp tại đồ thị M15. Chính là đây.
Và nếu mà chúng ta vào lệnh tại điểm break của lá cờ này, stop loss bên trên khoảng 0,8%, thì ít nhất chúng ta có thể thu về lợi nhuận là khoảng 3%. Và đến tối qua thì mình lại vào một lệnh mua tại đây và mình đã bị thua. Lệnh tối qua của mình đây, sau khi thấy nó phản ứng với vùng đáy này thì đã tạo một lá cờ tăng tại đồ thị M15. Và mình vào lệnh tại điểm break của lá cờ, stop loss bên dưới là 0,82%. Và sau khi nó đi lên một đoạn thì có vẻ như là ở đây nó test lại vùng trendline này, sau đó đi xuống thì mình đã bị rơi vị thế với âm 1%. Và mình lệnh này thì mình chưa dự báo trước mà đã vào này, nên là mình rất là không hài lòng với bản thân về lệnh thua này. Và mình sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai. Với Bitcoin ngày hôm nay thì nó đã phá được vùng bắt đầu điều chỉnh này, và hiện tại thì tiếp tục chúng ta chờ để bán xuống. Với nếu mà nó tạo được một lá cờ giảm như này thì sẽ là một cơ hội để sell. Tuy nhiên hãy đề phòng vùng trendline này. An toàn hơn thì chúng ta nên chờ nó phá qua trendline sau đó tạo một lá cờ giảm thì sẽ là một tín hiệu an toàn hơn để sell. Với target tiềm năng hoàn toàn có thể về đến vùng 5.800 hoặc 5.600. Vậy là mình đã tổng kết xong các lệnh hôm qua, các cặp hôm qua chúng ta theo dõi, và chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ chờ đợi thêm đó là hai cặp mới, đó là Euro và đô la Úc. Chúng ta thấy là ở đồ thị ngày chúng ta đến từ một đợt giảm giá mạnh và hiện tại nó đang có dấu hiệu sẽ điều chỉnh để tiếp tục giảm giá, và target tiềm năng sẽ là vùng đáy cũ này. Ở đồ thị nhỏ hơn chúng ta thấy nó đang đi di chuyển trong một lá cờ giảm rất là đẹp, với một hai lần chạm đỉnh và ba lần chạm đáy, và hiện tại nếu nó tiếp tục đi lên thì khu vực double top và lần chạm thứ ba trendline sẽ là một khu vực cực kỳ tiềm năng để chờ sell với target là vùng này. Nếu chúng ta có một lệnh sell tại đây, stop loss khoảng 80 pip thì khi về đây chúng ta cũng có 7%, rất là tiềm năng. Và hôm nay mình sẽ chờ đợi sell tại khu vực đỉnh cũ hoặc là khu vực trendline bên trên đối với Euro và Dollar. Và cặp cuối cùng mình chờ đợi đó là bảng Anh và Dollar. Thì các bạn thấy nó đi hoàn toàn tương tự với Euro và Dollar. Hiện tại thì sau một đợt giảm giá mạnh tại đồ thị ngày này, nó đang có dấu hiệu điều chỉnh này, và nếu như chúng ta có một lần phản ứng tại khu vực double top tại đây thì sẽ là một lệnh sell cực kỳ đẹp về dài hạn, với target ít nhất là đến vùng trendline này hoặc sâu hơn đến vùng đáy cũ này, hoặc có thể tiếp tục đi xuống. Còn đồ thị nhỏ hơn thì sao? Tương tự với Euro và Đô la Úc, chúng ta đang có một đỉnh và nó đã có hai đáy rất là đẹp sau khi nó phản ứng với vùng đáy. Ở đây chúng ta đã có một mô hình double bottom, và hiện tại chúng ta sẽ chờ đợi một đợt tăng nữa của giá, và khu vực double top tại đây sẽ là một khu vực cực kỳ tiềm năng để chờ vào lệnh sell. Stop loss mà 75 pip đi thì về đến đây chúng ta có 5%, và khu vực tiềm năng trendline chúng ta thu về 12%, rất là đáng để chờ đợi. Như vậy là trong ngày hôm nay mình sẽ chờ đợi sell đối với đô la Mỹ và yên Nhật, chờ sell đối với Euro và đô la Úc, chờ sell đối với bảng Anh và đô la Úc, và cũng là chờ sell đối với đô la Úc và đô la Mỹ. Và mình sẽ kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình nhận định giữa tuần vào 11 giờ ngày mai thứ tư. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và đừng quên like và subscribe để ủng hộ nghề trader.com nhé, trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.